Mời cả nhà nghe bài vọng cổ dễ thương Qua tím bằng lăng do nghệ sĩ diễn viên Lâm Phương, nguyên phó chủ nhiệm biên tập cổ nhạc Trung tâm UNESCO Văn hóa Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh năm 2010, Câu lạc bộ nghệ sĩ Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh năm 1996 song ca cùng nữ nghệ sĩ Trịnh Ngọc Quyền. Hai đứa thương nhau chỉ biết nhìn nhau e thẹn, rồi cũng bởi vì anh nhát quá không dám nói với em dù chỉ một đôi lời. Hàm răng trắng cắn hai hột lúa, mắt thân thờ chậm chậm ngó mây bay. Anh nói thầm, mây đẹp lắm mây ơi, mây trắng quá như tình ta trong trăng. Em bèn lẹn cúi đầu nín lặng má ửng hồng trong dành non che nghiêng. Nhưng rồi giặc lại càng quá thâm sâm, lửa bão tàn thiêu đốt mái nhà tranh. Giường ráo nhỏ gót giày đính dẫm nát, anh quyết đứng lên bảo vệ quê nhà. Mũi tiền đưa anh lên đường giàu bộ đội, em đứng lặng yên
nhìn tôi ơi người em gái nhỏ em có nghe chiều chiến khu mây lòng lòng bốn phương trời. Nhớ lại hôm nào em kéo nghiêng dành nón, giả bộ vô tình làm rớt cánh bằng lăng. Đêm hành quân dành trắng sáng long lanh, nhớ con rập cái thia chạy về tắt cầu. Rồi anh trở lại quê xưa, lòng rộn rã niềm vui chiến thắng. Gặp lại em vẫn thẹn thùng kéo nghiêng dành nón, tóc vẫn cài màu hoa tím bằng. Ngời trong ánh mắt và trải qua biết bao tháng đời năm chờ. Trải qua bao cảnh nắng mưa, màu hoa tim năm xưa sắc tặng người. Cầm hoa